chào mừng chị đã quay trở lại với kênh Audio Hay. Video ngày hôm nay em sẽ giải đáp một thắc mắc cho anh chị, là có rất nhiều anh chị luôn chứ không phải là một nữa, là nhiều anh chị hỏi là nên mua con KingBat cột 6603 hay là luôn mua là kéo cột Subot HB 5950. Thì xin mời anh chị hãy xem hết video này sẽ giải đáp được thắc mắc cho anh chị nha. Còn bây giờ thì 1, 2, 3, let's go. Nếu anh chị cầm trong tay khoản tiền từ 8 đến 9 triệu thì anh chị hãy nghĩ ngay đến em KingBat cột 6603 này nha anh chị. Em loa này thì được bên em bán với giá là 8.500.000 và với thiết kế array ở phần trên. Đây là một cái cột array theo em thấy là bự nhất, khủng nhất từ trước đến nay luôn. Là chiếc cột này được thiết kế với một củ chép này, một củ chung này, và phía dưới này sẽ là một củ bát 4 tấc nha anh chị. Thì về thiết kế thì nếu mà anh chị có nhu cầu là muốn chơi công suất lớn giá tầm 8 đến 9 triệu thì hãy chọn ngay em này. Và nếu anh chị muốn một em loa công suất khủng hơn, đồ chi tiết âm thanh cao hơn thì đây sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nhất với anh chị, phù hợp với đẳng cấp cho anh chị luôn. Về đồ chống hú cực kỳ khủng, với sở hữu cho anh chị là một củ bát 5 tấc, bát sườn nhôm nha anh chị, bát loại xịn luôn. Và phía trên này cũng bao gồm cho anh chị là một củ chép và một loa chung. Thì được thiết kế với một thanh array nhỏ, gọn, nhẹ. Đây, anh chị có thể nhìn thấy nè, thanh array này và thanh array này. Chắc chắn nếu anh chị muốn sự gọn nhẹ thì em loa này sẽ phù hợp. Còn anh chị không quan tâm đến gọn nhẹ và anh chị chỉ quan tâm đến giá thì hãy chọn ngay em này. Rồi, thì bây giờ em sẽ thì xét sơ về ngoại hình thôi. Về độ tiện lợi á, khi mà anh chị, nếu mà anh chị có nhu cầu là muốn sử dụng lôi em này đi ra ngoài trời, đi du lịch, đi đâu đó chơi ngoài trời, không ở trong nhà, không ở cố định nữa, thì em là sẽ phù hợp. Đây, với thiết kế thùng của em Subot HB 5950 thì đằng sau hỗ trợ cho anh chị một cái hộc để cái thanh array ở đây. Thì ở đây là một nguyên khối hình chữ nhật luôn. Khi anh chị đi di chuyển thì anh chị chỉ cần xách hai cái này cho lên xe thôi. Còn đối với em loa KingBat cột 6603 thì anh chị phải là đóng cái kiện ở dưới đây, đóng củ bát ở dưới đây, xong rồi anh chị phải đóng thêm một cái thùng cho con loa thanh array này nữa. Thì nó tới hai kiện luôn, thì nó sẽ phức tạp hơn cho anh chị trong việc di chuyển. Thì cái này là một nhu cầu thôi, nếu anh chị muốn sự tiện lợi gọn gàng khi sắp đi xa thì em này sẽ là rất là phù hợp đối với nhu cầu đó. Còn em loa này thì sẽ là no, không phù hợp nha anh chị, hai kiện hàng rất là phức tạp. Thì hai em loa này phụ kiện sẽ gồm những gì, như thế nào thì xin mời anh chị cùng khám phá. Phía bên này sẽ là HB 5950 nha anh chị, sẽ bao gồm cho anh chị là một jack sạc, một remote điều khiển và một cái chiếc micro xinh xắn, một cặp luôn nha anh chị. Khi em cầm cái chiếc micro này và trên chiếc micro KingBat cột 6603 thì em cảm thấy là độ đầm tay, độ nặng hơn, thì chiếc micro này đầm tay hơn, nặng hơn này. Về độ sang trọng thì đây, em loa này, của em loa này ok hơn. Về thiết kế thì cũng chức năng như nhau, cũng nút nguồn, cũng màn hình, cũng chỉnh được tần số, được làm bằng kim loại. Rồi, về độ chi tiết, về độ ấn tượng á, thì đây, em bên này rất là chi tiết, rất là màu sắc luôn nha anh chị. Nhìn nó sang hơn, nhìn nó đẹp hơn, nhiều chi tiết, góc cạnh hơn. Và ở trên đầu micro này nữa thì em chiếc micro này có cái tạo mấy cái nếp chống lăn đó anh chị. Khi anh chị để thì nó chỉ đứng thôi, còn em micro này thì để anh chị lăn đi lăn lại có thể gây rớt, dễ hư hỏng. Đó, thì về độ bền, độ tốt, độ sang, nếu anh chị muốn những nhu cầu đó thì em loa này rất là phù hợp. Rồi, thì bên này thì cũng hỗ trợ cho anh chị là một cái jack sạc, một cái remote thôi. Và tiếp đến sẽ là phần test âm thanh cho anh chị cùng trải nghiệm một đoạn bolero tôn vinh được chất âm trung và âm chép của loa. Và tiếp đến sẽ là một đoạn bass mạnh cho anh chị cùng trải nghiệm độ sâu của bass của hai em loa này nha. Thì ở đây thì em sẽ để mức âm lượng của hai em loa này là cân bằng nhau, 75% hết tất cả bass, chép và volume tổng.
về phần micro thì em đến 50%. Rồi bây giờ thì em sẽ test cho anh chị nghe Bolero. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời con thấy đâu ngày vui xưa. Rồi, ok, thì anh chị trải nghiệm Bolero giữa hai em loa này như thế nào rồi ạ? Thì bây giờ em sẽ qua đoạn bát mạnh cho anh chị cùng trải nghiệm luôn nha. Một đoạn ngắn thôi nha anh chị, chứ em ở giữa hai loa này cực kỳ kinh khủng luôn anh chị ơi. Đánh rất là tức ngực luôn anh chị ơi. Rồi thì bây giờ không biết là sau khi anh chị trải nghiệm qua hai em loa này thì anh chị cảm thấy chất âm thanh của hai em loa này như thế nào. Còn bây giờ thì em sẽ test thêm cho anh chị về phần test karaoke chay trên hai em loa này. Rồi thì bên này sẽ là chiếc micro của em loa HB5950 nha anh chị. Bây giờ em sẽ alo thử nha. Rồi. Alo, alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 6, 7. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 1, 2, 2. Ok. Rồi, thế là em loa cột 6603 nha anh chị. Alo, alo. 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2. Rồi, thì cái này em sẽ cho anh chị tự trải nghiệm, tự đánh giá. Và khi anh chị trải nghiệm qua rồi thì anh chị cảm thấy hai em loa này về chất âm karaoke, về nhạc bolero, về nhạc bát mạnh thì anh chị cảm thấy như thế nào. Và hãy cùng nhau bình luận dưới video này nha, để xem ai có góc nhìn tinh tế nhất. Và anh chị đừng quên là khi anh chị mua hàng bên loa kéo Tâm Việt chúng em thì anh chị sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi, và kèm theo đó là quà tặng rất là hấp dẫn đang chờ đón anh chị nếu anh chị mua hàng bên loa kéo Tâm Việt chúng em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My heart is a ghost town.